Đây là một trong những mẫu khung ảnh thờ bằng gỗ trắc đỏ các bác nhé. Một trong những mẫu khung ảnh gỗ trắc đỏ mà được khách hàng trên toàn quốc ưa chuộng vào ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024. Đồ Gỗ luôn giới thiệu với toàn thể quý khách gần xa hai mẫu khung ảnh thờ bằng gỗ trắc đỏ, một trong những mẫu cao cấp nhất trong phân khúc. Đầu tiên là cái mẫu triện trơn này thì phù hợp với những nhà bác nào thích mẫu đơn giản dễ lau chùi thì các bác chơi cái khung ảnh thờ này để thờ các cụ gia tiên nhà mình rất là đẹp. Loạt dòng ảnh là 20 x 30, mẫu triện trơn này thì chúng tôi bán giá là 2.900.000 một chiếc, bao ship toàn quốc, coi như bằng gỗ trắc đỏ đen rất là giá trị. Ngoài chất liệu gỗ trắc ra chúng tôi còn làm bằng gỗ hương đỏ Lào, nhưng bên trong này hương đỏ Lào giá chỉ có 1.500.000 thôi. Cái khung bên cạnh là đục vành mai cũng lọt lòng ảnh là 20 x 30, giá là 4.500.000 một chiếc, bao ship toàn quốc bằng gỗ trắc đỏ Lào coi nhá. Khung ảnh vành mai gỗ trắc này thì chúng tôi làm giới hạn, không làm nhiều, mỗi lần làm chỉ làm chục chiếc thôi, bán hết chúng tôi sẽ lại làm tiếp. Các bác có nhu cầu muốn thay khung ảnh thờ đẹp đẳng cấp thì các bác liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 là Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hai mẫu khung ảnh gỗ trắc để các bác có thể cân đối tài chính để mua những khung ảnh đẹp để thờ gia tiên rất là ok. Một mẫu là 2.900.000 và một mẫu là 4.500.000 một chiếc. Loạt đồng ảnh là 20 x 30 bằng gỗ trắc đỏ đen hết qua. Đây, gỗ trắc đỏ đen, đế này, cái mẫu này có cái đế rất là đẹp, đục vành mai, đục này gọi là đục mai điểu ạ.